Bây giờ là tụi mình chuẩn bị đi đi đám cưới của anh Long. Và mình sẽ phỏng vấn bạn Chanh. Bạn Chanh cảm nhận thế nào chuẩn bị đi đám cưới anh Long rồi? Cảm nhận là buổi quá xinh. Bạn Chanh ơi, bạn Long ơi, chuẩn bị đám cưới anh Long rồi. Cảm thấy như thế nào? Rồi đi ra đi. Hơi nhạt, bạn Long hơi nhạt. Bạn trên xinh đẹp, hôm nay rất là sexy lady luôn. Bạn cảm nhận thế nào chuẩn bị đám cưới anh Long rồi? Cũng hồi hộp háo hức, không biết là có rước được hoài tử của đời mình hay không. Trời, hiện tại thì có bốn đứa mình chuẩn bị xong trước thôi và đang chờ mọi người xuống để đi cùng. Anh Tâm ơi, cho em cảm nhận chuẩn bị đám cưới đi. Anh cảm nhận như thế nào chuẩn bị đi rồi? Thấy hồi hộp quá, giống như sắp lấy vợ. Anh lớn chuẩn bị đi đám cưới anh Long rồi nè. Lúc nào cũng hồi hộp với em à, không biết khi nào tới được mình em. Anh sẽ tìm được công chúa của đời anh. Ta chúc bài kia rồi. Chúc anh Long là chị Bích, chị Bích hạnh phúc. Chúc anh Long với chị Bích là mãi trăm năm hạnh phúc. Mãi kêu đúng. Nice. Chúc Long với lại Hương mãi trăm năm hạnh phúc. What? Long với Hương Bích. Vỗ tay, vỗ tay. Những lời chúc đến anh Long. Wait a minute. Who are you? Em chúc anh Long và chị Bích trăm năm hạnh phúc. Ta sẽ nắm tay và đi hết cuộc đời này em ơi. Ta sẽ chia mọi buồn đau hay bao ngọt ngào. Hãy quàng lên mình chiếc váy cưới nhỏ xinh này em ơi. Lại đây với anh, mình cùng xây hạnh phúc lâu dài. Let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Bây giờ là tụi mình chuẩn bị đi về Ninh Thuận. Tạm biệt Biên Hòa. Cho mình cảm nhận đi. Sắp về rồi, cảm nhận bạn thế nào? Vui lắm. Biên rồi. Hòa number one. 10 điểm. Không, tôi muốn về, muốn ở đây. Mẹ không chị ạ. Em đi Sài Gòn mà chị làm sao? Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's
drawing why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Không có chuyện gì hết. Không, sáng hôm mình anh Cường ơi, sắp rồi Biên Hòa về Phan Rang làm cho cảm nhận. Hiện tại anh thấy hơi nóng. Chụp buổi sáng mà nó chơi sáng hơn cho buổi đêm tới. Anh Lâm, sắp vào Phan Rang làm cảm nhận đi. Vui vẻ. Vui vẻ. Tao bị say tàu. Hương cho cảm nhận chuẩn bị về Phan Rang nào. Say xì quá. Quá say luôn. Mệt. Trinh sao Trinh không muốn về đâu. Như Trinh đã nói Trinh muốn cưới chồng Biên Hòa. Trinh không có muốn về. Trinh bị dính Biên Hòa. Em muốn về Phan Rang.